Em chào anh em. Em lên cho anh em tiếp một cặp M65 nha anh em. Trước mắt mình là một cặp M65 thân đồng cổ đồng. Nhưng mà có lỗi ha. Con này có nghĩa là giá lao động, giá rẻ thôi. Một con 1 triệu, một con 900 nghìn. Thì đây là một con M65 chất vải ngang. Ngang và lề vải ha. Dây kéo đồng này. Em dòm dây kéo của nó nha em. Sẽ có view cái đầu của nó này. Đầu khóa của nó nha em. Em nhìn kỹ cái đầu khóa này. Nhưng mà vẫn sai bình thường. Còn cái cổ của nó là đuôi cá. Bây giờ mình review nhá. Cái thân áo thì có một tem zin US Army. Trên xuống này, ở dưới này thì có một lỗ lũng nhỏ nhỏ nhé. Con này tương đối màu đều. Bây giờ mình coi con này là size gì ta. Con này là 70 đến 80 kg, size medium 70 đến 80 kg. Dài áo của con này là 80, dài áo 80. Bây giờ mình ra ống tay ha. Ống tay thì có một tem vai này, bắp tay đều và đẹp. Ở ngay cái chữ V, cái nếp gấp của nó là đây. Và có một vết dơ. Thân bắp tay sau này anh em. Nói chung là đều. Sau một thân ha. Em lật ra bên trong luôn này. Bên trong của nó thì hiện tại là tem sai mất. Tem sai mất và cái phần trong này nó bị ố. Ố này không ảnh hưởng gì tới áo nhưng mà nó bị ô nhiễm cái gì, nó làm cho đổi màu của cái ruột áo. Bây giờ mình vào cái thân này này. Cái thân này bên tay phải của áo thì ở đây có một vết dơ nhẹ nhẹ trên nắp túi này. Và ở đây nó có bị cái này là bị tẩy. Tẩy cho nên mỏng mòn, nó bị lủng cái phần loang loang này. Cái này anh em có thể dùng một cái tem nhỏ nhỏ may và định giữ lại cái phần này luôn, đỡ nó bị phần loang ra ha. Con này gọi là màu xanh xám, đều màu. Kể cả nó gỡ cái tem ra này, cái vết gỡ tem nhưng mà vẫn tương đối không có chênh lệch màu lắm. Đây qua bắp tay, đây có một vết như kiểu nó rút một dây vải cho nên nó bị xước nhé. Về tay ha. Đều. Con này em bán là 1 triệu mã 14 nha em. 1 triệu mã 14. Cái ruột trong thì ok ha. Chỉ có cái chỗ đó nó hơi bị ố một chút thôi. 1 triệu mã 14. Dây rút của nó thì giữa eo mất và ở dưới lai đều mất. Bây giờ em quay em cái phần đằng sau lưng này. Sau lưng thì đều màu. Màu xanh. Xanh xám nha. Chỗ này có 1, 2, 3 cái vết dơ nhẹ nhẹ thôi. Rất là đều màu. Rồi ai chốt con đó thì chốt giùm em ha anh em. Bây giờ mình qua con thứ hai. Con này thì màu xanh hơn. Xanh ô liu mà nó xuống màu anh em. Con này thì 900 ngàn. Mã 16. Chiều dài của áo từ trên xuống là 79. Bây giờ mình vào thực tế của nó này. Dây kéo. Đầu vào. Nhưng mà vẫn kéo bình thường anh em. Còn ve cổ của nó là dây khóa này. Bây giờ mình đi từ tay trái trước. Có một tem Army. Cái phần này vết in nút. Ở đây nó cũng bị bào mỏng. Cái này cũng gọi là bị tẩy á. Tẩy mòn cho nên nó bị như thế này. Nhưng mà tất cả cái áo vẫn còn dày dặn. Chỉ có cái lỗ này là nó bị bào mòn mỏng.
Áo này chất vải ngang và lì nha anh em. Lì vải. Đây thì nó có dơ một chút nhẹ nhẹ thôi. Vê tay này. Ra bắp tay ha. Đều. Chỗ này nó cũng hơi dơ dơ một chút đó. Anh em giặt rũ lại. Chỗ này dơ này. Dơ này thì cạo phát nó ra ha. Đây là dơ này anh em ha. Xong một thân. Bây giờ mình qua thân bên này. Qua thân bên này thì nói chung con này chỉ có bị mấy cái dơ dơ. Mấy cái dơ dơ thôi. Đấy, vết dơ nha em. Em quay xa anh em nhìn thấy này. Dơ nhẹ nhẹ thôi. Em nhìn thấy cái vải của nó liền. Vải ngang luôn đấy. Bây giờ mình qua ống tay ha. Ống tay thì cái phần ống tay chỗ này nó không bị dơ này. Phần khúc ống tay này nó dơ. Và cái đầu gối mới gọi là cái cùi chỏ. Cùi chỏ nó không bị dơ đây này. Dơ loang loang nhẹ nhẹ thôi. Và mấy cái đồ mà đã qua sử dụng thì không có thoát khỏi anh em. Hết thân này anh em. Bây giờ mình vào bên trong. Đâu anh em nhìn thấy sao? Rất là đều và đẹp á. Đỡ đứa nó ngoài mỗi. Con này là size small roller. Tem này anh em. Small roller 60-70kg. Cao 1m7-1m74. Con này là đời... đời 81. Con này em bán là 900.000 mã 16 anh em. Mình cần một con vừa tiền để bận thì bận con này cũng đã đủ rồi. Đằng sau này, đằng sau cũng đều và đẹp ha. Chỉ có cái góc mà em dán đây á, là nó bị lủng một lỗ nhỏ nhỏ thôi này. Đấy, có một lỗ siêu siêu. Em dán để anh em có thể nhìn thấy cho nó rõ hơn. Đây, cái lỗ của nó ti ti đây. Đó. Ok ha. Ai ưng thì chốt con này giùm em. Con này em có nói với anh em là giá em bán là 900.000. Mã 16. Bây giờ em lên tiếp một con nữa. Con này là M51. Con M51 anh em. M51. Anh em nhìn thấy cái tem dập của nó này. M51 mà đời tem dập là đời sâu lắm rồi nha. Đời đầu cho nên là nó tem dập, tem in, sau đó mới tới tem giấy. Ở trên cái cổ của nó thì cũng có dơ vàng vàng. Tem của nó dập này. Size small. Small long. 60-70kg. Và cao 1m74. 1m74 trở lên nha anh em. Jacket này. Hàng chuẩn cấp phát nha. Bây giờ mình bên trong thì đẹp. Bên trong là tất cả là đều đẹp hết nha anh em. Bên trong là đều đẹp hết ha. Giờ mình review cái mặt ngoài của nó này. Ở bên tay trái. Tay phải chứ. Ô, con này là M43 không phải là M51. Em mắt hấp. Nó là chuyển đổi rồi. Cái tem dập. Cái này M43 anh em ạ. M43 của Nam. Có vê cổ nè. Có vê cổ này. Em nhìn vào đây em mới chợt nhận ra. Khi thằng M43 là đều có một cái nẹp ở trong cái túi của nó đó. Rồi. Con này chất của nó cũng xanh. Anh em nào mà cần sưu tầm mua con này này. Có đầu tiên đẻ ra cái thằng M65 là xuất xứ của nó là thằng này, rồi mới tới M51, rồi mới tới M65 nha anh em. Nó cải cách từ từ ha. Nó thay đổi theo từng đời. Chỗ này nó hơi dơ một chút này. Và ngay cái đường dây rút này nó bị lủng một lỗ.
ngay cái đường dây rút này, rút eo này. Và đây thì dơ đất thôi, dơ đất thôi. Rồi chỗ này nó cũng bị dơ, nói chung là có những cái dơ nhỏ nhỏ, nó không có đáng kể đâu, nhưng mà gọi là vết dơ. Thì em cũng xin quay kỹ cho anh em xem. Đây là vết dơ nữa này. Con này chất này nó rất xanh, kaki, nó giống áo M65 vậy thôi. Dơ nha nhé, dơ ống tay ha. Cái V chữ A của nó còn xanh ngát này. Rồi lật ra bắp tay của chỗ cái vết dơ hồi nãy nó nằm từ bên này qua tới đây ấy. Còn cái đầu ống tay thì nó bị tưa tưa như thế này á. Về anh em chỉ kêu cái thợ mà vắt sổ á, nó vắt cái đường mép này là xong này, là ok thôi. Bây giờ mình qua cái thân ở bên tay phải nha. Thân bên tay phải này, cúc của nó hàng xưa cho nên nút màu nâu, nút dẹp màu nâu nha anh em. Anh em thấy không? Cái thằng 43 là cái nào có cái nẹp đây này. Thằng M65 không có đâu. Để em tìm một con M65. À M51. M51 đâu ta? M51 để chút rảnh em kiếm luôn. Cái tà chỗ này thì nó cũng bị dơ nha em này. Dơ. Cái phần này dơ nha. Túi của nó màu trắng này. M43 này có những túi thì nó màu xanh lót sót. Chỗ phần dơ này với anh em giặt phát lên lên đời con áo này ngay lập tức. Con 43 này anh em biết đẹp, em bán 6 triệu đô. Ở đây nó bể một cái nút anh em. Ve cổ là lật ra vậy. Còn ra bắp tay này. Trên bắp tay này nó bị dơ một chút này. Ra đây còn mướt sượt sượt luôn ha. Cái ve ống tay này bị xước một chút nhẹ nhẹ thôi. Bị tưa một chút nhẹ. Đúng rồi. Bây giờ mình ra đằng sau của con áo nha. Em nhìn tổng thể con áo này. Mình chơi những con này là để sưu tầm. Anh em bận cũng tha hồ, anh em bận luôn hàng chuẩn cấp phát anh em ạ. Về dơ giặt phát nữa, tút nữa hơi bị đẹp. Con này thì em bán giá là 800.000 mã 15. 800.000 mã 15 trong lúc em bán con đẹp 5-6 triệu. Rồi bây giờ mình xem đằng sau lưng nha nhé. Anh em ăn cơm chưa? Giờ này 12:15 mà em chưa ăn cơm này. Cho nên em nói hơi nhỏ. Em tranh thủ bữa nay có việc, con em nó đi học cho nên là em đi tranh thủ quay cho anh em mấy cặp áo M65 rồi em đi ăn cơm. Con áo đằng sau đều đẹp hết anh em. Con này chỉ có bị một chút đây này. Chút ở ngay cái eo ở bên tay phải ha. Tất cả thì chất vải còn dày dặn hết. Vì dơ cho nên là cho nó 92-93, chứ còn nó sạch sẽ thì đẹp trai lắm. Ai chốt con này thì chốt giùm em ha. Số điện thoại em sẽ ghim trên màn hình. Và xin chào tất cả anh chị em nhé.